Thank you so much. Konnichiwa. Hey, Kai ơi. Mọi người có nạp ý, mọi người vô phòng em, mọi người nạp nhé mọi người. Yes, if you give for me, this is nice. With three star, anh ấn vào nạp đi, anh ấn vào trang của em xong rồi anh ấn tặng quà xong rồi anh ấn nạp đi. Nếu mà có nạp thì cứ nạp vào rung em thì được. Dạ vâng ạ, em chả biết em tên gì. Yeah.
phút ơn nhỉ, ba đúng rồi, không gần 40 phút rồi. Bạn em anh kia anh kia hello guys, mọi người ơi. Anh ơi, mọi người làm admin giúp em rồi. Hello anh Dương, hello Nguyễn Lê Đức Quang nhá. Hello bác. Mọi người ơi, bắt tay em ba lần xin tình với mọi người ơi. Anh làm admin giúp em với, ít mấy người comment bay ít. Cảm ơn anh. Nghe được à? Anh Hà ơi, giúp em với. Idol TT, phải idol bên này nha. Hay là em qua bên đấy nha. Chắc em qua bên đấy. Người của em ơi. Hello anh là anh đó. Em xin chào. Em xin chào là anh đó. Ôi ơi, chú em với. Nóng lắm. Thank you artist. Help me Krista guys. Are you dance again? Help me Krista. Thế mà không tặng người ta. Tặng em ba sao để em nhảy tiếp. Anh ơi, anh follow chéo em nha. Anh ơi, anh follow chéo em nha. Anh biệt rồi, anh follow. Tức là em phải thay avatar thôi. Hello mọi người, không ai vô. Anh em bỏ mọi người ơi. Đăng ký đi, đăng ký ấy đi. Để anh hỏi lên nhiều nha. Mới sao anh? Anh ơi, anh chủ có em cô, anh đừng nói tôi kéo nha. Em có anh nha. Theo mọi người ơi, theo mình. Sắp hết giờ rồi. Còn 30 giây thôi. Qua ngày mới rồi mọi người ơi, hết mi cay. Hết mi cay, baby cay. Hết mi Trista. Coming a new day. Coming new day. Mọi người đi qua thì cho em xin rác nha. Anh Cường ơi, anh cứ có rác, anh cứ ném rác cho em nhé. Hello Isania. Isania đỡ vợ à? Isania ở Đắk Lắk đúng không? Anh ơi, mình chơi luôn. Họ hờ nê, họ hờ nê.
nhiều, của Đắk Lắk nhiều. Cảm ơn anh Cường. Ôi, em bấm anh. Ừ. Không, anh chả kêu. Hello, nice to meet you, coffee. Yes. Help me, Trista. I do again. À, mọi người ơi, mọi người giúp em. Chị ở đây là gì? Hello. Happy Trista, guys, honey, guys, chắc bị bóp rồi. Xin chào mọi anh Cường. Thank you.
Sao thì em sẽ thay đồ khác đẹp hơn. Nóng quá anh ơi, mở ra mình ngồi cả đống luôn này. Thank you, xin chào cơ cơ. Do không có rác là mọi người ơi, cứ xả rác thoải mái mọi người ơi. Có cái gì tặng cái đấy. Mọi người không cần chia sẻ cũng được, chỉ cần tặng trong túi đồ có cái gì cũng được. Nóng. Anh không phải sweet à? Dạ anh cứ tặng đi, anh cứ xả hết đi anh ơi. Thank you.
Em chưa có user. Hello anh. Hello anh cây đã quay lại. Cảm ơn anh cười chứ. Thế à? Ủa thế à? Còn thiếu một ca rưỡi à? Em cứ chạy vậy thôi, thôi. Tháng này đâu có chạy nổi đâu. Trời ơi, mặt em không được sáng, chắc là em phải trang điểm nào. Hello, Anna Lisa, honey. Mời chơi. Ơ, đâu ấy rồi? Cũng chạy rồi ạ. Anh Cường ơi, em ở giải bên kia chắc là nó bế em đi luôn. Không bao giờ lấy lại được ạc luôn ấy. Không lấy lại được ạc luôn, đùa. Đúng rồi anh ạ. Hot hẳn hot. Xong rồi bắt đầu bị... Xong rồi bố mẹ rồi ai á, mấy đứa nhỏ bắt trước thì không được anh. Bên cạnh mấy đứa nhỏ không? Mấy đứa nhỏ lướt bên đấy tỷ lệ trẻ em lướt rất là nhiều. Nhiều hơn cả người lớn. Em từ độ tuổi khoảng 4 tuổi à, 4 năm tuổi. Ơ, à, anh muốn em chết à? Mấy đứa bé nó còn nhỏ lắm. Chúng ta là người lớn. Đừng để mấy đứa nhỏ nó bắt chước. Thế hệ của tương lai đó. Thấy em cũng đâu có dám mặc đồ sexy đúng không? Em kia ấy. Em không dám nhiều. Em cần đến luôn á. Em cảm ơn anh Cường. Hình như bên này bị bóp rồi. Em bị bóp rồi. Để em bật anh xong. Đi kiếm nóc nhà đi. Chị tôi đi kiếm nóc nhà đấy. I'm
kia ta. Anh thắng người kia này. Cảm ơn anh Cường. Anh ơi cố lên. Wow. Ở đây Cường nhiều nhá. Chói quá. Anh thắng chói quá. Thế là được rồi. Bây giờ mà có Switch mà Switch 5, Switch 6 thì chắc rung rã ngay nhờ. Thank you for follow me. Can you come to my room?
Welcome to my room, everyone. Em chỉ cần treo cái kia thôi, chắc là kiểu chỉ cần treo Zalo là nhiều người vào ngay nhở. À, anh Cường, nếu mà anh có nạp VIP thì anh cứ nạp phòng em nhé. Anh vào phòng em anh nạp nhé. Cảm ơn anh. Cứ ở trong phòng em nạp giúp em được một chút. Không cần tặng, không nhất thiết cứ phải tặng em đâu. Nhưng mà nạp thì cứ nạp phòng em là được. Cho em xin một ít hoa hồng từ Việt Nam. Hello guys, do you like? Follow me guys. Anh ơi, nạp KC thì kiểu nạp Swift thì chắc chắn là có KC, nhưng mà nạp KC chưa chắc là có Swift. Đúng không? Mà phải nạp nhiều. Em thỉnh thoảng cũng hay nạp 100, 200 nghìn. Nạp bên nào kia. Cái VIP có hai loại, Swift và VIP. Nạp Swift là anh phải nạp bao nhiêu k? 20k hả? Anh phải mua 20 hoặc 30k KC. 20k KC thì anh nghĩ lên mới có được Swift. Còn nạp VIP thì không nhất thiết. Thế trong anh em không rõ cái Swift đâu. Em mua gốc không thiệt. Các cái này phải tìm hiểu. Có đọc quay không nhớ. Em thấy là nạp Swift một là nạp 200 đô đúng không? 200 đô đúng không? Hay là gì? Mà nạp Swift là có KC sẵn rồi đúng không? Cứ nạp tờ quyết là có KC. Không, tờ quyết 1 thì không nhất thiết phải tặng. Nhưng mà nếu mà muốn lên tờ quyết 2, tờ quyết 3 là phải tặng. Hello Ray. Mọi người có thấy chói không? Để em chỉnh sửa lại. Ôi trời ơi, đang mong. Có thì nào cũng có thôi. Có thì nào, còn không thì thôi. Chơi chủ yếu.
người, cứ nhiều người vô chơi là được. Nếu mà em không có ai rì bọt thì em cũng không bị sập đâu. Có người rì bọt thì em mới dễ bị sập. Thì anh cũng biết là em bận mà. Em bận đi làm cả ngày xong rồi ai không lai nổi. Em là con gái thì mị đét tha dễ thương nhá. Màu trắng gì? Còn 3 phút nữa là ngày mới rồi. Only 3 minutes. Next day. Chuẩn bị qua ngày mới rồi. Tặng bé 4 sao đi. Bé nhảy không nổi nữa, nhưng mà nếu mà bé lên 4 sao là bé sẽ có động lực nhảy. Bên anh là ban ngày mà đúng không? Bên anh là ban ngày mà. Em nóng quá. Nóng quá hết cả mồ hôi rồi. Hello. Hello, nice to meet you. Độ hot của em bị tụt xuống rồi.
Mọi người ơi, bây giờ em tắt like nha mọi người. Gặp lại cả nhà vào ngày mai. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em nhé. Thank you supporting for me guys. Thank you so much. Dạ. Đi anh. Dạ, em like không nổi nữa. Mẹ mệt quá. Mai em like sớm. Em chào cho đến khi mà cảm ơn tất cả mọi người nhé. Hello. Thank you supporting for me. Yeah. Have a sweet day.